Zokanta. Holmes. Holmes. Zokanta. 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 Holmes. Yuri. Holmes. Zokanta. Don Don Holmes. Holmes. Yuri. Holmes. Donna E. Holmes. Oklahoma. Rogan. Donna E. Holmes. Donna E. Holmes. Oklahoma, Zokanta, Holmes, 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 Yuri, Holmes, Donna, Laura, Holmes, Donna, Holmes, Holmes, Yuri, Holmes, 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 Yuri, Holmes, Donna, Holmes, Holmes, Oklahoma, Yuri, Holmes. Ice, à, chúng ta đến với trận thi đấu này thôi. Bên phía VV và VLOP là Mark và Pho, còn bên kia là Sengmin. Mark Pho đối đầu với Sengmin đa phần là cân thôi. Bên đầu bạn chủ động nhất vẫn là Seng đánh chém để Min đánh ung A và Seng phải bơm được đồ. Bên đầu bạn sẽ đánh rất chủ động, tôi tin là như vậy. Chu giả chim sẻ cầm Seng. Nếu sẻ cầm Seng thì mặc định sẻ thành công. Tám mười tám với 25 dân. Và một khu vực mà có 3-4 con voi liền dành cho cầu thủ BB. Nhưng BB vẫn chỉ sẽ câu hai con voi là về thôi. Hai con voi là về được thì tươi. Nó vẫn đang ngoan ngoãn đi theo cả đôi về. Không được. Đang câu đường thẳng tươi này đi câu đường lệch. Một mình Max C của VLOP lên đời. Thế chứng tỏ bên đó bạn Seng đánh cung rồi. Seng đánh cung giữa kích đầu 10. Kích đời đi. Khung nhà là rất rõ ràng cho VLOP. Lên đời xong sẽ nhảy ngay một y và đẩy đi. Thậm chí cắt hai dân xấu đi và có thể đẩy đi sớm. Chuẩn luôn. Bin lên đời muộn nhất trong cả 4 game thủ. Holmes.
Chưa có gì đặc biệt cả. Tìm đúng nhà xeng Vagna con dân mà dummy đi. Còn đây là nhà Minoan của cầu thủ Gunny. Gunny đã quyết định ra ruộng ở đây rồi, rất rõ ràng. Rất khéo léo. Vừa tắt dần về cái hốc và ra ruộng. Làm cái gì nữa. Chú ý ở hốc vào còn thật bị nọt hốc. Trường Đồng đã không về lớp vẫn sóc như mọi ngày. Thế này thì chém sinh ra sẽ ở bên trong hết à. Phải Ken E vào đây. Phải đẩy y luôn. Đẩy y luôn nếu như không muốn nhà phô bị chết sớm. Bắt đầu có QR đến từ người cầm sang. Nên Trương Đồng đã về lâu là giải y khắp nhà. Chưa muốn đẩy đi Trương 2. Trương Đồng 3 hắn quẹt. Bi liệu có lực cô siêu khỏe không để cho xin chăm thịt. Còn Bi đã bị khoét vào. Gunny cũng đã chết bay vàng. Chờ đợi về lớp có vài cân đôi thôi. Cầm Max C giải y khắp nơi. Chờ thịt lên Trương Đồng. Không dại giọt đấu khi Trương Đồng 2. Trương Đồng 3 thì những cu đò sen nó bắn chỉ có gãy cung. Nhưng cung đò sen nó cũng có lợi thế riêng. Là nó có thể sóc được trâu và phũ phàng. Gunny chết bay vàng mà không biết. Bây giờ về lớp sẽ dồn y lên nhà của game thủ chim sẻ là liên tục. Tôi xin nhắc lại là liên tục. Cứ 2 con 1, 2 con 1. Cứ 2 con 1 và dồn lên. Gần đi mặc định phết. Liên tục. Nếu như thế này thực sự, nếu như chim sẻ mà có thể đẩy cung ra khỏi nhà được thì chim sẻ quá giỏi. Đôi sau phải lối tiếp trước. Chắc chắn cái đấu trường này sẻ sẽ kéo quân đi đẩy. Sẻ kéo quân đi đẩy thì đây sẽ là cơ hội của game thủ Vlup. Y dồn vào là liên tục. Thằng nào bạn bắt đầu đè rồi đấy. Kimberby cũng đã chết khá, có vẻ là khá sâu rồi. Tiếp tục. Thêm 4 con nữa. Sẻ đang chủ động đứng châu quân. Đứng quân tại chỗ thủ nhà và chuyển A. Rất thông minh nhìn cho chim sẻ. Tăng y nữa. Có A một áo rồi. Ba y đều. Liên tục lên. Liên tục. Nâng bổ vàng. Chọc lỏ hết nhà đây. Sẻ sẽ đóng nhà mới bên trong. Sẻ không sóc quân ở đây nữa rồi. Về lớp phải nhảy số liên tục lên. Còn cửa thắng như bên mình. Chẳng lẽ lại thêm một trận highlight nữa sao. Vậy E dành cho Vlup. Đây chim sẻ đóng A bên trong.
Khẩn trương lên, khẩn trương lên. Xẻ lên hai áo là khoai đấy. Rồi các bạn thấy đấy, y của VLOG cứ lừ đừ tiến lên từ nãy giờ rồi. Giá như y chỉ có thi đấu 10 QR được thì tốt biết mấy. Bi chỉ cần thi đấu 10 QR thì tốt biết mấy. Rồi vừa nhắc cái có mặt Bi ngay. Ai gọi Bi đấy, có Bi đây. Được 10 con không? Thôi thế nó quá đủ rồi. Tiếp tục dồn lên. Không nhỏ nó thừa cơ, thừa lúc đục thả câu. Dồn đi liên tục lên, liên tục. Tôi nhắc lại là liên tục. Không tập trung vào pha dummy của VLOG. Dồn đi liên tục lên. Không được phép đứng y ở nhà. Cung A sen kẹp thêm một số lượng QR đông đảo bên trong. Đục vào chỗ cái BC kia. Vào. Chui vào ruộng nhà xẻ đây. Có cung A thì những con y nó trở lên hơi yếu. Nhưng vẫn chơi tốt được. Lọt y, chót lọt y bao giờ thì lọt hẳn vào. Tách ra khắp nơi đi, ruộng xẻ bắt đầu bung rồi đấy. 100 cái mới chết một con y được cơ. Có cung A nó chỉ tăng tốc độ. Chọc hết ruộng của chim xẻ. Một trận đấu sẽ được đưa vào sách giáo khoa. Một trận đấu sẽ được đưa vào sách giáo khoa. Sẽ được đưa vào sách giáo khoa. Sẽ được trình lên bộ giáo dục. Đưa đây làm trận đấu kiểu mẫu. Dân của xẻ kìa. Dân của xẻ kìa, cái gì kia? Kìa nó đang biểu tình rồi. Mút mắt đông dân này. Hưng Nhuận tụ rất đông chém. Định làm tên ảo đấy mà. Không hề hấn gì dành cho VLOG. Chọc đi, chọc đi, chọc đi. Chim sẻ đang tích cực ăn mãi vàng. Kể cả có cung A nhưng cung A chưa tụ được đông. Vẫn là gãy cung như những con cung A này. Sách giáo khoa. Ngày xưa Darwin đã có một cái công thức. À, Archimedes. Hãy cho tôi một cái gậy, tôi sẽ bảy cái trái đất đều đến khu vực khác. Bây giờ tôi sẽ đi chính là cái định luật. Hãy cho VLOG một cái hốc, anh sẽ cẩu các game thủ khác sang một cái vị trí đứng khác, cho họ biết họ đứng ở đâu. Nếu như VLOG cả Max C. Vâng, tôi không cần biết VLOG Gunny đứng ở đâu, đang như thế nào, BB sống hay chết. Tôi chỉ biết VLOG cần bản đồ bằng trận Macedonian siêu kinh điển. Qua ba. Sau này VLOG chết đi, anh sẽ hiến lão của mình cho khoa học và mở cắt lớp để xem trong đấy, nghĩa là cái chỉ số IQ của anh, riêng cái chỉ số mà cái phần lão mà anh nghĩ về việc tính lô, tính đề, với tính bóng thì mấy phần đấy sẽ vất đi và sẽ cho vào lấu cháo. Còn cái phần mà lão để anh nghĩ mà anh đánh như trận Max C, trận đấy cho vào khoa học, bán cho bên Liên Xô, bên Mỹ để họ nghiên cứu. Rồi chuẩn bị. À bây giờ là 1-0 trong trận đấu thứ tư rồi, nó quên sửa tỷ số. I'm sorry.